Nhân chưa chào mọi người. Nay thì mình sẽ tiếp tục đọc hiểu giáo trình sinh căn N3 môn đai 8. Ờ, như thường lệ thì trước khi mình đọc thì các bạn xem qua một chút về các từ vựng nhé, từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp. Thì bài này khá là khá là ít cấu trúc ngữ pháp, khá là dễ thôi. Chủ yếu là có một số từ vựng có thể các bạn chưa biết nhé. Ờ, ví dụ như từ đầu tiên sẽ là Nayamu, Nayamimat, ấy. Nayamu nó là những cái uh, phiền não, cái âu lo đấy ô lo phiền Mão não đau đầu trong cuộc sống ấy, Thế thì người ta sẽ dùng là Naya mượn, hay là CD đi nó là chỉnh lý đúng không, nghĩa là uh, sàng lọc, Đó, tôn thì nó là điều chỉnh sắp xếp. Thì tí nữa sẽ đọc bài nó sẽ liên quan vấn đề này thì sẽ giải thích dễ giải thích uh, kỹ hơn nhé. Uh, hai chi hai chi nó là bố trí nhé, bố trí hai chi bố trí nghe không dễ thuộc dễ nhớ đúng không? Uh, hay là cụm từ này uh, Hikidashi là ngăn kéo đúng không? À, ngăn kéo thì cái này nó là à, các ngăn đan đan là tầng trong cây đan đúng không thì các ngăn xô à, so bưng xô so bưng đây nó là vứt đi vứt vứt bằng với sư tê ấy, phải vứt bỏ đi lược bỏ đi đấy à, hay qua đi qua uh, đi ichi qua đi một qua đi thì nó lại sẽ là 10 phần nhé ichi qua đi sẽ là 10 thì cái này 8 qua đi hạt uh, chi thì nó là 80 phần nhé chứ không phải là 8 phần nhé đấy đây là Tte nó là mang tính triệt để nhé. Tte ki mang tính triệt để. Còn Tori mự nó là Tori mự nó là nếu mà chuyên tâm nhá nếu mà chuyên tâm cố gắng. Studio, studio nó là được Owarimas đấy, nó đã được kết thúc, được hoàn thành, được hoàn thành. Và các trợ từ thì các bạn đánh dấu nhé. Các trợ từ quan trọng các bạn đánh dấu vào. Cấu trúc thì hầu như ngữ pháp của bài này khá là ít khá là ít câu chung ngữ pháp nên là mình vừa đọc mình sẽ giải thích luôn cho mọi người nhá ok mình sẽ vào đọc đến đâu rồi sẽ giải thích đấy luôn nhé anata no heya wa kichin to imasu ka? là cái căn phòng của bạn thì có đang dọn dẹp một cách rất là kichin to nghiêm chỉnh hay không mono ga fuete kuru to katazuke ni nayama sareru hito ga to omoimasu ga Katazuke no semonka no Komatsu-san wa katazuke wa seri to de aru to itte imasu. và nếu này, nếu này, nếu mà cái đồ đạc trong nhà nó tăng lên ấy thì có nhiều người nghĩ là này, nhiều người nhiều người sẽ nghĩ là sẽ masare nó là sẽ khiến bị động ấy, kiểu như nó nó làm cho mình đau đầu ấy, nó làm cho mình đau đầu với lại cái việc dọn dẹp. Đấy nhưng mà à, cái này cũng không phải là nhưng mà nhá. mọi người bạn đi nếu mà gà đấy đường sau nó vế đường sau ấy nó mà trái ngược với đằng trước thì mình sẽ là nhưng mà nhưng mà nếu không trái ngược thì chúng ta là và thôi và này và cái anh cô uh, sự là một chuyên chuyên gia về dọn dẹp nhá. thì anh nói này anh có nói này là dọn dẹp được chia thành hai bước À, hai, hai cái nó là um, cd và tôn. thì cái này các bạn chưa cần phải dịch luôn nếu các bạn chưa hiểu nhé thì xuống đây nó sẽ giải thích này Seri đi mono Là, ừ, giải thích từng cái một này. Là đi nhá, seri này. Là cái việc phải cô đồ là vê được cô là phải nhá. Phải vứt những cái đồ mà không cần thiết đi. Có nghĩa là mình phải ừ, sàng lọc đấy, sàng lọc lại những cái đồ nào cần thiết, đồ nào không cần thiết thì mình phải sàng lọc đi. Còn xe này, xe thì chúng ta phải, có ý nghĩa là chúng ta phải nhé, chúng ta phải là như thế nào? À, hai chi là bố trí này, bố trí và đặt ở cái nơi nhé, ở cái nơi à, đặt để, kiểu đặt để dễ sử dụng. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ đặt ở chỗ nào mà chúng ta tiện đấy, dụ giày dép thì đặt ở đâu, còn uh, cái này kia thì đặt chỗ nào cho nó dễ sử dụng. Đấy, thì chúng ta sẽ chia thành hai bước như vậy, hai kiểu như vậy và tiếp theo cho đoạn 2 này xe đi qua đa sự hoặc kê đự hề ra sự xí mạng waka tối ưu dục sư đô hoa kê là cái việc xe đi này việc mà sàng lọc ấy thì nó được chia hoa kê là ra đây là thế bị động được chia thành bốn động tác đó đô xa động tác đấy là tối ưu là 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 này à, lấy ra này đa sự này phân chia này và cắt giảm và tắt lại đấy ta thôi bà tsuke no shita no dan no o kire ni to kime soko ni haete mono zenbu dasu là ví dụ như là này ví dụ như là nhá nếu này, để dịch dưới cái đoạn này không có chủ ngữ đúng không thì không có ngắt câu chúng ta dịch dưới thôi nếu mà nếu mà quyết định nhá nếu mà quyết định quyết định làm sạch nhé, quyết định nhí simat đúng không? nó là làm, làm biến đổi gì đó, quyết định làm sạch, làm sạch cái cái uh, ngăn kéo, các cái các ngăn kéo ở dưới gầm bàn, ở dưới bàn, đấy, thì sao? thì chúng ta phải đa sự đúng không? chúng ta phải lấy hết nhé, lấy lấy hết những cái đồ trong đó ra, đó lấy hết những cái đồ trong đó ra, và sugi đa sta mono hizuryo ka hizuryo de wa nai ka kê wakete và tiếp theo này sư ghi nha, tiếp theo này chúng ta phải phân chia nhé phân chia là cái đồ cái đồ lấy ra cái đồ nào là cần thiết nhé cái đồ mà mình đã lấy ra cái đồ nào là khi ok này mọi người đấy cà cà là liệt kê đúng không thì cứ dịch từng cái một thôi cái đồ nào là cần thiết và cái đồ nào là không cần thiết đấy sarani hichiro này mua mono so bung hera sự và tiếp theo sarani thêm nữa là uh, chúng ta sẽ xô bưng là chúng ta vứt bỏ đi vứt đi những cái đồ mà không cần thiết đi đấy thì người ta viết nốt vào đây là hay là sự có nghĩa là cắt giảm đi đấy và sai gỗ ni mô tổ ni ata tokoro ni mono shimau no chữ là cuối cùng nhá cuối cùng và chúng ta sẽ cất bước cuối cùng bước thứ tư chúng ta sẽ cất cất những cái đồ ấy vào nơi ban đầu cái nơi mà mình lấy ra ấy lấy chỗ nào thì đặt vào chỗ đấy nhá cất về nơi ban đầu đấy và đoạn cuối này katazuke wa seri hachi wari seto ni wari seri teki ni torikume wa hachi wari ga shuriro shiteru to imasu và cái việc uh, dọn dẹp này thì 80 phần trăm này cái này không phải 8 phần trăm nhé mọi nhớ cái này là qua đi là phần trăm một qua đi là 80 à, là 10 phần trăm thì 8 qua đi 80 phần trăm là cd có thể 80 phần trăm là mình phải sàng lọc đó, cái đồ nào cần thì mình giữ còn đồ không nào cần thì mình sẽ cất đi đấy còn cái được xe tôn xe tôn nó chỉ 20 phần trăm thôi xe tôn là chúng ta sẽ cất đấy chúng ta sẽ để để những cái nơi mà dễ sử dụng ấy Đó thì nó chỉ là xe tôn chỉ 20 phần trăm thôi còn 80 phần trăm chính nó là phải sàng lọc đấy và nếu này cứ mà nếu mà chúng ta cố gắng chuyên tâm cố gắng mà giải quyết một cách triệt để nhé giải quyết cái việc xe đi việc một cách rất là triệt để thì Uh, 80% à người ta nói là người ta nói là 80% là đã hoàn thành ấy, hoàn thành đồ có thể hoàn thành một buổi uh, um, um, dọn dẹp rồi đấy cái okay, thì mình sẽ tóm lại đoạn văn này chút khá là chắc lại đọc các bạn cũng bài này cũng dễ hiểu đúng không Không có nhiều ngữ pháp mà cũng dễ hiểu là cái việc dọn dẹp ấy thì uh, uh, à, căn phòng của bạn từ tác giả sẽ hỏi như mình nhé là căn phòng của chúng ta thì các bạn thì đã dọn dẹp nghiêm chỉnh chưa Đấy, nếu mà đồ đạc nó tăng lên thì có cũng có nhiều người người ta rất là đau đầu với cái việc dọn dẹp. Đó, còn theo vào theo như một cái anh chuyên môn, anh cô Ma chữ chuyên môn về dọn dẹp ấy, thì anh nói là việc dọn dẹp thì nó có hai hai bước là CD và C tôn. Đó, và CD là gì? CD là chúng ta vứt những cái đồ không cần thiết, Có nghĩa là sàng lọc. Sàng lọc cái đồ nào cần thiết đồ nào không cần thiết. Còn C tôn là chúng ta sẽ bố trí và chúng ta đặt để ở cái nơi dễ sử dụng. Đấy. Và CD sẽ gồm bôn có sẽ được phân chia vào bốn thao tác là đầu tiên chúng ta lấy ra này đấy và chúng ta chia ra này chia ra cái nào này rồi chúng ta sẽ cắt giảm đi này và chúng ta lại cất về nơi ban đầu đấy, ví dụ như là khi mà chúng ta định sẽ dọn cái ngăn kéo ngăn kéo ở dưới gầm bàn thì chúng ta phải lấy hết ra lấy hết tất cả những cái thứ trong đó ra và tiếp theo chúng ta sẽ xem chia xem là à, cái thằng này nó có cần hay không hay thằng kia nó có cần hay không đấy và cuối cùng là chúng ta sẽ xô bưng lược bỏ chúng ta vứt đi vứt đi những cái đồ không cần đi đấy cuối cùng thì chúng ta trả lại về nơi ban đầu đó đó là xong cái việc xê đi sàng lọc và người tác giả sẽ nói thêm là cái việc sàng lọc thì chúng ta chỉ cần à, 80 phần trăm là sàng lọc còn 20 phần trăm là bố trí thì nếu mà chúng ta giải quyết triệt để thì 80 phần trăm nó là hoàn thành cái việc dọn dẹp rồi đấy à, câu hỏi nhá Kono bunso o kaita hito wa katazuke o suru no ni nani ite iru cái người mà viết đoạn văn này ấy, thì người ta nói là cái việc gì là cái việc gì là quan trọng nhất ở trong việc dọn dẹp. Đấy, cái này chắc các bạn cũng hình dung rồi đúng không? Cái việc gì là quan trọng nhất. Chi bang nhá. Hikidashi kire koto. Có một là, là cái việc mà chúng ta phải nhá. Koto là phải nhé phải làm sạch cái ngăn kéo <laughs> trên bài người ta có nói là phải làm sạch ngăn kéo đúng không? đó chỉ là một cái ví dụ thôi có phải làm sạch ngăn kéo đây, đây, đây. có nhưng mà đây là khi quyết định này thì cái này người ta đã bảo là ta thôi và ví dụ như là thì không bao giờ có thể là điều mà tác giả muốn nói được Ok cái đấy người ta đưa ra ví dụ cho mình dễ hình dung thôi nên không phải sai đấy sai nhá ni bang à, mono moto no tokoro ni shimau koto À, là cái việc mà chúng ta phải cất nha cất thì phải cất cái này chứ không phải cất cái này nhá cất cái này cất cái ố này cất cái đồ đã sử dụng về nơi ban đầu đó cái này nó là có có cái chỗ mà người ta bảo là phải cất về nơi ban đầu nhưng mà nó là bước thứ mấy bước thứ tư đây bước thứ tư này là chúng ta sẽ trả về nơi ban đầu đó thì không phải chắc chắn là không phải là điều tác giả muốn nói rồi đúng không à cái điều quan trọng nhất rồi cái đó nó chỉ nằm trong một trong bốn cái điều ví dụ thôi nên là sai luôn Oh, uh, bà nhé. mono herasu koto là cái việc mà chúng ta phải cắt giảm những cái không cần thiết. Đúng rồi, câu này cho các bạn nghe các bạn biết đúng không? Phải cắt giảm tại vì sao cắt giảm? Đây 80% nhé. CD là cắt giảm đúng không? Nếu mà 80% thì uh, nếu mà giải quyết được cái việc CD này có nghĩa là giải quyết được 80% rồi, đúng không? Thì là mình cắt giảm những cái đồ không cần thiết. Đấy thì nó là cái câu 3 này chứ còn gì nữa. Mà chúng ta cứ để đấy đã xem câu 4 nữa. Mono o tsukai ra ni okoto là chúng ta phải đặt ở cái nơi mà dễ sử dụng có cũng có luôn cái chỗ mà đặt ở dưới nơi, sử dụng nhưng mà cái đấy là chỉ là việc xe tôn thôi nó xe tôn đúng không xe tôn rồi đây có đặt ở dưới nơi dễ sử dụng nhưng mà nó chỉ 20 phần trăm thôi đây xe tôn nó thằng ngày 20 phần trăm thôi đấy thằng xe đi đi này cái thằng quan trọng này hãy nhìn là thằng này sai luôn đấy vậy thì đáp án chúng ta sẽ là sang vàng đấy cái bài này khá là dễ nhá thì các bạn cố gắng luyện từ từ nhé các bạn cứ đánh dấu như như mình này đánh dấu hết các trợ từ quan trọng này chủ ngữ của câu này kết câu ngắt câu này rồi các từ mới này đấy rồi các câu trúc ngữ pháp này Thì khi đọc nó đỡ dối và nó cũng dễ đọc hơn nhiều chứ các bạn vào đùng phát đây là những cái bài này dễ nhé đây là chỉ một câu nó có tí nhưng mà có những cái bài một, một câu hai ba dòng thì không biết được là mình nên dịch từ đâu cả đấy ok đây mình đã dịch xong cái bài này Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu mà có ích thì hãy cho mình một lượt subscribe. Arigato gozaimasu.